Thưa quý vị, mã số dùng trồng được coi là tấm vé thông hành của nông sản. Bởi khi được cấp mã số, sản phẩm của vùng trồng đó sẽ đáp ứng điều kiện xuất khẩu chính ngạch. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm tạo hộ chiếu cho nông sản Bà Rịa - Vũng Tàu vươn ra thế giới. Tháng 2 vừa qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp mã vùng trồng xuất khẩu chính ngạch cho 5 vùng trồng sầu riêng của tỉnh. Để có được kết quả này, các tổ hợp tác xã sầu riêng đã dày công tạo dựng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy chuẩn xuất khẩu như canh tác theo hướng hữu cơ, ghi nhật ký canh tác, sử dụng hệ thống tưới nước, phân bón tự động. Sau khi được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu, sản phẩm sầu riêng đã được doanh nghiệp và thương lái chủ động tìm đến hợp tác, thu mua với mức giá cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Khi chuyển đổi cây sầu riêng thì không chỉ riêng quan tâm về cái số lượng, mà mình từng bước mình nâng cao về chất lượng và mình làm cho cái giá trị gia tăng của cái quả sầu riêng nó cao. Hợp tác xã 9B thì có trước được là cấp mã vùng, thì cái nguồn ra thì mình có được cái ổn định, là không qua lệ thuộc cái thương lái. Trước sầu riêng, năm 2018, nhãn xuồng cơm vàng và năm 2022, bưởi da xanh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Sau khi 29,5 hecta nhãn của hợp tác xã Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc được cấp mã số vùng trồng gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trái nhãn của hợp tác xã đã thuận lợi xuất sang Trung Quốc và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Xây dựng cái mã số vùng trồng nó mang lại những cái quyền lợi và những cái giá trị kinh tế rất cao, là để nhằm quản lý về canh tác, về sử dụng tất cả các loại chất cấm, và cái thứ hai là nhằm được bán hàng ra để cho các đối tác họ tin tưởng và cái nhu cầu của họ cần phải đáp ứng thế. Đẩy mạnh triển khai xây dựng mã số vùng trồng cho nông sản tỉnh nhà, tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 7946 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu, tập trung vào những cây trồng chủ lực. Tính đến tháng 4 năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu đã được cấp 21 mã số vùng trồng sầu riêng, bưởi da xanh, chuối xuất khẩu đến các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, Nhật Bản với tổng diện tích 663,4 ha, sản lượng ước gần 13.000 tấn. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 2 cơ sở đóng gói chuối được cấp mã số vùng trồng với diện tích nhà xưởng trên 5.000 m2. Cái lợi thế cạnh tranh của nông sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúng ta thì cũng có, chứ không phải là không. Tuy nhiên, để mà tiến tới cái xuất khẩu thì phải thay đổi cái phương thức canh tác, sản xuất chứng nhận, đáp ứng các cái điều kiện khắt khe của thị trường. Mã số vùng trồng cùng với cơ sở đóng gói được cấp mã số vùng trồng ví như tấm hộ chiếu cho nông sản xuất khẩu. Ở thị trường nội địa, sản phẩm có mã số vùng trồng cũng là lợi thế để các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi tiếp nhận. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tăng cường tuyên truyền về mã số vùng trồng, tập trung hỗ trợ thiết lập cấp mã số do các vùng trồng tại các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát và quản lý mã số vùng trồng, kịp thời chấn chỉnh phòng ngừa các trường hợp vi phạm để bảo vệ uy tín, thương hiệu nông sản của tỉnh nhà.